Chào mừng mọi người đến với Hình Loan TV, giới thiệu đến mọi người cách nấu xương sáo bằng lá tươi để cái xương sáo nó xanh như xương sâm vậy đó mọi người. Hôm nay mình giới thiệu mọi người làm món này nha. Đây là lá xương sáo nè mọi người, lá tươi lúc mà mình chưa có phơi khô á, nhìn nó cũng giống lá bạc hà ha. Cái này là mình đã rửa sạch và lặt hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ đem đi giò cho nó nát ra. Chúng ta vò cho nó nát như vậy nè cả nhà. Đó. Nát như vậy luôn mới được nha. Còn bình thường nếu không thì mọi người sẽ bắt lên nấu ngay từ đầu, nấu cho nó nhừ, nhưng như vậy thì nó sẽ ít giữ được cái màu xanh của lá hơn. Mọi người lưu ý nha. Chúng ta sẽ dắt bỏ cái xác ra. Mọi người có thể xay lại một lần nữa nha. Tại vì cái này mình dò được tới 2-3 lần rồi. Mà mấy cái lần đó thì mình không quay nha mọi người, tại vì nó sẽ dài thời gian ra. Thêm ít nước lại và dò y vậy đó, hoặc là cho vào máy xay. Lát mình lọc lại một lần nữa qua cái nồi khác nha, tại để mình chế nó bị rớt xuống nhiều quá. Mình sẽ sang lại bộ lọc một lần nữa nè, do hồi nãy có mấy cái nó rớt ra đó cả nhà. Cái nước nó hơi sẫm sẫm hết mọi người, chứ cũng không có mà xanh dữ lắm. Hồi nãy mình có cho thêm vào ít lá dứa nữa. Lá dứa cho nó thơm. Ở đây mình có 2 muỗng canh bột gạo và thêm vào đây một xíu nước nha. Khuấy cho nó tan ra.
các bạn. Rồi sẽ khuấy liên tục để nó không bị đóng ở dưới. Mình cho một ít lá dứa này vô nè, dứa khô á, cho nó không cho nó thơm. Ở dưới á, cái bột gạo nó sẽ đóng rất là nhiều, nhưng mà một hồi á, thì nó sẽ hết nha. Các bạn có thể thay thế bột gạo bằng bột năng, hoặc là phân nửa bột gạo, phân nửa bột năng nha. Bột gạo thì nó sẽ làm giòn, còn bột năng sẽ làm dai dẻo. Mọi người lưu ý cái này. Và mình muốn nó xanh á, thì mình nấu sẽ thật là nhanh lên, lửa lớn. Và nấu lâu một xíu thì nó sẽ ngả màu nha cả nhà. Mình nấu đến khi nó đặc như vậy nè. Rồi cái mình sẽ cho nó vô khuôn nha mọi người, cho anh đợi nó đông lại. Vậy là cũng đông rồi, này mình nấu quá lửa rồi đó. Đây là thành phẩm của chúng ta nè, nó sẽ như vậy, nó cứng và nó không bị dẻo đó mọi người, nó không dẻo mềm dữ lắm, nó giòn ngon chưa. Để mình cắt ra làm tư, xong rồi mình sẽ cắt nhỏ ra nữa. Cái này là mình để một chút xíu vô ngăn đá đó, rồi mình lấy ra liền nè, cho nên nó cũng chưa được cứng lắm. Cái này mà mình để trong ngăn mát và tới ngày hôm sau thì rất là ngon luôn á cả nhà. Giờ mình sẽ cắt nhỏ ra cái chén nha. Mọi người xem một xíu nè. Đây là miếng xương sáo. Ở đây nó chỉ lạnh phần trên thôi, ở dưới thì nó còn nóng lắm á cả nhà. Nó chưa có hết lạnh, nó chưa có lạnh hết á, cho nên là nó như vậy là cũng là rất là đẹp rồi nè cả nhà. Đây là miếng xương sáo mình cắt ra nè mọi người. Nè, mình cầm được luôn, không có bị bở hay gì hết. Nhà ăn à, cho nên mình cũng không có mang bao tay, rửa tay sạch sẽ rồi. Mọi người bỏ qua nha. Cái ở ngoài á, mọi người lưu ý là khi mà mình cho thạch cao á, thì nó sẽ rất là giòn nha. Còn nếu mà mình nấu bình thường như vậy á, thì nó chỉ ở cái giai đoạn giòn như thế này thôi, chứ không có mà giòn cứng được như người ta đâu. Đó, nó thành miếng như vậy thôi là đã đạt lắm rồi nè. Thành phẩm của chúng ta là một chén xương sáo xanh mướt thơm ngon. Ăn vô nó còn vị xương sáo giống như là xương sáo đen, thạch xương sáo đen gì đó cả nhà. Mọi người làm ít lá dứa thì cái màu nó sẽ không có đẹp, nhưng mà mình giữ được lại cái vị của nó nha. Còn làm nhiều quá thì chúng ta sẽ nghe mùi lá dứa không thôi. Rất là đẹp luôn. Nó không bị bở mà sống xa sống sánh gì nè. Mọi người làm bột gạo thì nó sẽ giòn nha. Còn bột năng thì nó sẽ dẻo dai, nó mềm. Mình thích làm bột gạo hơn, thì nó sẽ giòn ngon, nhưng mà sẽ không bằng ngoài chợ đâu cả nhà. Mình thích cái màu xanh này ghê á. Ít bữa mình phơi xong xương sáo á, rồi mình sẽ làm loại khô cho mọi người nha. Cũng tương tự như vậy thôi, chứ nhưng mà chỉ khác là cái kia nó khô. Với cái nước ăn kèm thì mọi người dùng đường phèn nấu tan, đường cát hoặc là đường thẻ. Mình thì sử dụng đường đen, mình mua đường đen trong siêu thị á mọi người. Rồi mình nấu với huế quế hoa này cho nó có cái mùi thơm. Nè, khi ăn thì mình sẽ chan vào đây. Như vậy đó. À, mọi người có thể dùng kèm với là nước cốt dừa nha, cũng rất là ngon. Mình thấy nhiều người ăn với nước cốt dừa nè, hạt lựu thì nó sẽ rất là hợp luôn. Thường người ta bán ngoài chợ cả nhà. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một món thạch xương sáo nấu từ lá tươi. Xin chúc mọi người thành công với món ăn ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ share, subscribe và chia sẻ ủng hộ mình nha cả nhà. Xin chào, hẹn gặp lại.